Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đang giải đề thi học sinh giỏi cấp thành phố. Đề thi chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Ở các video trước đó, chúng ta đã nói về phần nghe. Chúng ta đã hoàn thành xong phần phát âm, phần dấu nhấn và các câu ngữ pháp tới câu số 10. Ở video này, chúng ta sẽ làm từ câu số 11 này các bạn. Những cái vấn đề tài chính, những cái rắc rối về tài chính đã buộc công ty để mà cái kế hoạch mở rộng của chúng. Rồi, ở đây các bạn có prevent, finger, expire, self. Thì những chữ này là những cái động từ mà nghĩa rất là quen thuộc. Các bạn có từ prevent là phòng chống nha. Rồi, từ finger. Ở đây động từ các bạn, chúng ta đang nói động từ. Bởi vì ở đây là to. Rồi. Nghĩa động từ finger có nghĩa là touch, là sờ, hoặc là báo cho cảnh sát. Expire là hết hạn nha. Còn từ self nghĩa rất là đặc biệt. Rồi, thì đối với cái dạng bài tập này, các bạn thấy những từ này nghĩa rất là dễ. Tuy nhiên người ta đang kiểm tra chúng ta về cái cách mà sử dụng động từ. Các bạn có từ plans ở đây, các bạn sẽ tra bốn động từ này nha. Rồi, chúng ta sẽ xem cái nào đi với chữ plans này, chúng ta sẽ chọn các bạn. Rồi, ví dụ như các bạn tra bốn chữ ha, và các bạn tra chữ thứ tư. Rồi, thì các bạn thấy rằng nghĩa của chúng ta là delay các bạn. Delay. Rồi, thì ở đây các bạn thấy là plans. Rồi, họ ghi, họ in đậm cho chúng ta chữ plans. Tôi phải self là delay kế hoạch của tôi. Rồi, các bạn thấy nó đi như vậy nên chúng ta chọn câu D. Những khó khăn về tài chính buộc công ty để mà trì hoãn cái kế hoạch mở rộng của họ. Câu số 12, Regan gì đó, một cái nam diễn viên cách đây nhiều năm. Ở đây các bạn thấy đây là một cái dạng bị động đặc biệt này các bạn. Dạng này chúng ta nói rất là nhiều, chúng ta có nguyên một cái video nói về cách viết câu bị động dạng đặc biệt được tổng hợp từ các đề thi chuyên Anh. Thì ở đây các bạn có chữ ago. Rồi, có nghĩa là khúc sau phải là to have cộng với 3. Các bạn kiếm chỗ nào có to have cộng với 3 các bạn chọn nha. Rồi, chỉ có một câu thôi các bạn, câu D chúng ta chọn luôn. Regan được nói, hoặc là người ta nói Regan đã là một cái diễn viên cách đây rất nhiều năm. Rồi, cấu trúc này các bạn học thi học sinh giỏi phải master nha. Rồi, câu số 13 các bạn, phụ nữ đã được cho những cái quyền về chính trị và kinh tế gì đó, cũng như cái quyền để chọn cái người chồng của họ. Ở đây equal, bình đẳng các bạn, able, same, alike. Thì chúng ta sẽ không thể nào dùng chữ same các bạn, same phải có chữ the. Còn alike thì nó là một cái trạng từ theo sau cái động từ. Rồi, ở đây về nghĩa ha, chúng ta chọn câu A, bình đẳng các bạn. Rồi, quyền bình đẳng. Tôi sẽ không bao giờ thật sự, tôi chưa bao giờ thật sự thích đi đến cái ballet hoặc là cái opera, cái nhà hát các bạn, nhà hát opera hoặc là múa ballet. Chúng không phải thật sự là cái gì của tôi. Ở đây người ta sẽ kiểm tra các bạn các idiom các bạn. Các bạn có piece of cake là dễ như ăn bánh ha. Rồi, các bạn có sweets and candy là những thứ tương tự nhau. Biscuit, ở đây các bạn có cup of tea, tách của trà. Rồi, chúng ta sẽ tra từng cái một nha các bạn nha. Giả sử như các bạn tra chữ cup of tea xem có ra cái gì không. Ở đây là not be my cup of tea nè. Nếu một thứ gì đó, người đó không phải là cái thức trà của bạn, có nghĩa là không phải cái loại mà bạn mong muốn. Rồi, không phải là cái thứ mà bạn mong muốn. Ở đây có nghĩa không phải là sở thích của bạn. Các bạn chọn câu D nha. Bây giờ các bạn qua câu số 15. Tôi thích bản thân của tôi quá nhiều ở cái buổi tiệc sinh nhật của bạn. Có nghĩa tôi rất là vui, tôi rất là hạnh phúc, tôi có một thời gian rất là vui vẻ ở cái buổi tiệc sinh nhật của bạn. Thì người mà này mới nói các bạn, ồ, tôi rất vui khi cậu nói vậy. Ồ, bạn thật là tử tế, nó là niềm vinh dự của tôi, dĩ nhiên. Nó thì đúng. Thì câu A các bạn, tôi rất vui
khi bạn nói điều này. Rồi, còn câu B, đó là sự tử tế các bạn, không phù hợp nha. Đó là niềm vinh dự của tôi. Không đúng các bạn. Bởi vì trong tiếng Anh thì người ta sẽ có những cái cách nói đặc biệt cho một số câu. Ví dụ như đang nói cho chúng ta vừa mới giải một cái đề thi chuyên Anh năm 2020-2021 các bạn. Đang nói chuyện điện thoại, hai người hỏi nhau. Thì người này hỏi là có Kay ở đó không? Thì Kay đang nói chuyện chỗ đây, các bạn sẽ chọn ngữ speaking luôn các bạn. Rồi, đó là một cách nói tiêu chuẩn nha. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần 2 này các bạn. Hãy thay thế những từ hoặc cụm từ in đậm với cái từ nghĩa tương tự ABCD. Dù cho chúng tôi tranh luận với anh ta một thời gian dài, anh ta stood his ground. Rồi, thì các bạn thấy là người ta hỏi chúng ta nghĩa là cái này cái gì nè. Nếu như các bạn không biết nghĩa này, các bạn có thể hoàn toàn có thể suy luận từ cái câu này. Dù cho chúng tôi tranh luận một thời gian dài, nhưng có nghĩa là nó không đồng ý các bạn. Nó không đồng ý, không thay đổi quyết định. Có nghĩa là vậy, chúng ta hoàn toàn có thể suy luận nha. Ở đây là stand là đứng các bạn. Ground là quan điểm nè, đứng trên quan điểm của mình, đứng trên lập trường của mình. A muốn để tiếp tục, từ chối để thay đổi quyết định, cảm thấy xin lỗi, cảm thấy đáng tiếc, cảm thấy buồn cho chúng tôi, thay đổi quyết định của anh ấy. Câu này các bạn chọn câu C. Rồi, từ chối để mà thay đổi quyết định của anh ấy. Câu số 2, các nhà khoa học và các kỹ thuật viên đã phát minh ra những cái lọc rồi các bạn. Và những phương pháp khác để mà loại bỏ chất ô nhiễm từ chất thải công nghiệp. Ở đây các bạn có từ loại bỏ nè. Các bạn có take over, đảm nhiệm nha. Còn make out. Rồi. Các bạn có make out là các bạn là bịa nha các bạn. Tương tự giống như make up. Các bạn có make over là để lại. Rồi ở đây chúng ta take away. Take away có nghĩa là remove. Rồi remove. Qua câu số 3 các bạn, biogas có thể được tận dụng nè. Các bạn mà ở miền quê ha, có thể biết cái biogas này. Đặc biệt là chăn nuôi các bạn, dùng phân biogas có thể được tận dụng cho cái việc sản xuất điện, nấu ăn, sưởi ấm, đun nước và các quy trình sưởi ấm khác. Thì người ta hỏi chúng ta là cái sự tạo ra sản xuất này nghĩa gì? Các bạn có increase là tăng, reformation là sự đổi mới, sự cải cách, sự phát triển. Rồi chúng ta có generate electricity hoặc electricity generation là việc tạo ra các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 4 là Lyndon Johnson đã succeed thành công. Rồi, John Kennedy như là tổng thống của nước Mỹ. Khi mà các bạn dịch hết câu này, các bạn rõ ràng thấy rằng cái chữ succeed này các bạn nghĩa là nối gót theo sau. Ông tổng thống này đã nối gót ông này là một cái chủ tịch, một cái tổng thống của nước Mỹ. Các bạn có từ overrule là cai trị nha. Precede. Precede có nghĩa là trước đó. Follow là theo sau. Assist là trợ giúp. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái từ precede thử nè các bạn. Coi nó như thế nào. Đây. Để là hoặc là trước cái gì đó. Hoặc ai đó trước thời gian hoặc không gian. Ông này precede cái này như là thư ký của cái người này. Rồi, có nghĩa là trước đó các bạn. Rồi, trước đó Kofi Annan trước đó là làm, trước đó thay ông này là thư ký của cái này. Rồi, các bạn có chữ precede là vậy nha. Ở đây các bạn có cái chữ succeed. Rồi chúng ta xem các bạn. Ở đây người ta ghi cho các bạn là chữ follow nè. Đây follow. Rồi là theo sau. Có nghĩa chữ này theo trước, cái chữ này theo sau. Các bạn chọn câu C. Rồi follow các bạn. Tôi giúp mẹ của tôi đặt. Đặt có nghĩa là xếp các bạn. Xếp nĩa muỗng dao trên bàn ăn. Thì người ta hỏi chúng ta nĩa muỗng dao là cutlery utensils equipment. Rockery. Thì những chữ này các bạn đầu tiên equipment là thiết bị nha. Thông thường nó là thiết bị máy móc. Câu C chúng ta bỏ. Các bạn có câu D là crockery. Nó có nghĩa là tô chén. Tô chén tách nha.
tô chén tách. Còn các bạn có từ utensils có nghĩa là những cái dụng cụ nhà bếp, dụng cụ nói chung các bạn. Còn ở đây các bạn có forks, spoons, knives, nó chính là cutlery các bạn. Rồi, dụng cụ nhà bếp nói chung là cái chữ này. Tách trà, chén, ấm trà là cái chữ này. Còn thiết bị nói chung là cái này. Chúng ta đã xong. Tới câu số 5. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp các bạn ở phần word form. Các bạn hãy ủng hộ thầy bằng cách đăng ký kênh hoặc là like video. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.